Rồi bắt đầu vào bài gập bụng chữ V, chạm mũi chân từng bên với cục tạ đơn. Với bài tập này sẽ rất khó nên bạn cần kiểm tra và tập trung rất lớn trong bài tập này. Nhớ. Rồi một chân của các bạn sẽ để co lên, một chân của bạn duỗi ra, chân này không chạm sàn. Tay cầm tạ đơn, cảm nhận tay không chạm sàn, gồng cơ bụng để chịu lực và bắt đầu gập lên cho tạ đơn chạm vào mũi chân như thế này. Tập bao nhiêu cái cho bên trái thì tập bấy nhiêu cái cho bên phải nha. Trụ vô chạm. Hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với sức của bạn và tập lặp lại theo số lần, số hiệp, theo chương trình và lịch tập của các bạn. Chúc các bạn tập tốt ở bài tập này.